Lấy nhiều nước thêm nhiều lâu lâu thấy người quan cái lẻ nó sạc nó thô đó thô đúng điểm nó trả gì nói gà quá thì mình chả biết gì không thấy tôi đi chơi không biết gì về gà hết á thích thì tôi chơi thôi chứ chả biết giá đúng gì điểm không cho nó cậy nào đó mình ở ngoài mình nói đủ là thua là thua trong nó giao rồi gà chạy thế là gì thua gà người ta đang nhúng gì thì anh không đá gà anh chạy là anh thua mẹ rồi chứ gà kia không đuổi đấy khỏi nó chỉ cần gì. À, đá trên mạng nó vào căn hộ đưa vô con nào không cắn không mổ ba lần là thua đúng rồi cái như tận hạn quá đúng không ví dụ rượu mẹ giờ nó đến đó là rượu đến rượu 10 tiếng mà anh bắt gà không vô được rượu mẹ cho đồ cái máy vô rượu mẹ cái mẹ anh quay đầu ra thì nó có báo báo rồi chán là nào đúng không cái gì đó nằm ngoài má bị tắm má chơi má tiền gì má con phận này chán lắm kéo lên chơi đá gà cũng đang kéo tăng mình sợ vì tiền nong tiền hàng hàng công còn nó nhậu nữa thì người đi bắt mấy thằng cái trăm thì cũng phải đi uống nước tám rồi nó đã vòng hết đã vòng ba thằng làm cái cây với làm cây ba cây 2 triệu đặt sáng trên viên cây 2 triệu 3 triệu cái tuổi ba nhà cũng 6 triệu rồi còn trong chưa đó là tuổi sáng viên má đầu hôm chơi thấy đông quá thôi này má cái này nghe chết về đó chơi rồi sáng sáng 7 giờ đi cà phê qua 7:30 bắt đầu thấy nó một cửa đi vô đá chai chút xíu là 15 chai còn nghỉ đang chơi đứng ngoài cá cứ té là 2 tụ tụ này 2 chai bên kia 2 chai à, tới 2 tụ đang đỏ đá mình làm giấy một mình 17 chai cầm rượu má nó nhát gan hương má lúc tao về đang chơi tao về tao kêu nó nói nó tụng trung đỏ lắm thì qua nó té tụng trung á má tụng đỏ vô ông chơi tiếng 3 mấy chơi kêu ca đi để sáng qua hỏi sao nó hỏi mày sọc xám rồi má lúc đó tiền nó khó chứ đâu phải không đâu ké 200 ké 200 ké làm lộn má nhảy qua nó băng 20 30 làm anh đâu làm đâu chục ngày làm thôi đó tết và biểu viết nó về má nó qua ở nhà đó về gặp nó bữa một anh liền yeah.
mấy cái gửi số cho mày không đen à? Tao gửi hai số cho mày đây. Đi lên đi. Sáng có đá gà trong không? Đó hai nhỏ rồi chưa? Ờ, anh em có 6 hẹn gà đá mà. Gà đá. Đang mua rồi. Có là ngồi quán mà. Em nói anh nhỏ này chưa? Ở ngoài nó lụng mà lộn sổn. Chú mình để chú mình trả về. Chú là gì ạ? Hai thằng mà ờ thì hỏi nó xem cái số ấy, mày hỏi số của nó chứ tao có số đâu. Pháp mày có số mà tao gửi đâu. Nó kêu mang qua đây đá bên này đá 1 triệu đại của nó không đi đâu được. Đây chỗ nhà ba của con á. Đá mấy thằng ở ngoài chịu học không nãy già đủ sáng cái sổ đánh. Con gà mà bữa gà ở đây mua đá được con gà đá dễ ra. Không có đá mẹ đi. Hả? Trời ơi, cái nhà ngay nhà ta nghe chủ quán quán biết đâu đi được. Giờ nó có. Nè có nó có đó. Nãy nó đủ mà nó đâu đi đâu, nó mất quán xá đâu đi được. Rõ lại cho. Đá gà phải chơi bằng xanh lá là gì để chơi chứ. Dạ anh cứ xanh bà ra mà đá bàn cái to rồi đá xuống 6 anh bảy. Đá vô đá sổ gì chăng. Con 2 kế mới rủ qua ngay chỗ mua mũ vậy có mũ đá cho rồi. Ngay chỗ bên chứ bình đó ngay chỗ chỗ tích đó. Đó rồi. Sao lại có đó mà đổi đi. Để coi đã.
làm nhá. Không có chơi không? Không có đi một giờ. Qua được biết sao lâu lâu rồi bắt tay xui đâu đi mày đi đó đi rồi chừng nào về tôi làm việc tao chia đi vậy. Em hãy nấu ăn cơm rồi chứ. Tôm mấy con làm nấu chưa? À, nấu đi em chạy lên chợ mấy nhỏ về cho cái anh chạy vô kia đông qua ba xuống bên mắt cà chê vậy coi. Về đây rồi, tao chở nó về nhà đừng bỏ nó về nhà luôn nha. Nhưng mà nó
Mm-hmm.